Rồi, hello, xin chào các bạn ha. Hiện tại là trên tay mình là đang cầm một cái Bluetooth X6. Cái này thì mình mua trên Lazada nha. Nó rẻ lắm, nó có mấy chục ngàn à. Nó có mấy chục ngàn thôi. Nó khi nó bán nó sẽ tặng cho mình, nó sẽ đưa cho mình một cái tẩu này và một cái đầu cắm, một cái dắt cắm và một cái không có thẻ nhớ nha, các bạn phải mua thẻ nhớ thêm nha. Đây là thẻ nhớ của mình nè. Mình mua thêm thẻ nhớ này. Cái này là dùng để mình nghe Bluetooth qua điện thoại hoặc là mình nghe nhạc qua thẻ nhớ đó. Mà cách kết nối Bluetooth đó thì rất là đơn giản thôi, các bạn cắm vào, các bạn cắm vào, cái khi các bạn cắm vào là trên điện thoại của mình nó sẽ, mấy các bạn bật Bluetooth lên là trên điện thoại của mình nó sẽ hiển thị ra là X6, các bạn kết nối rồi các bạn mở nhạc bình thường thôi. Khi các bạn mở nhạc, các bạn nên lưu ý là chuyển qua offset nha, thì lúc này thì điện thoại nó mới cho phép và đầu radio nó mới cho phép nhạc mình hoạt động. Mà bạn ok chưa? Rồi, đó là phương án thứ nhất để kết nối Bluetooth. Còn phương án thứ hai là đó là khi đó mình nghe nhạc bằng thẻ nhớ. Các bạn cắm thẻ nhớ vào. Đây. Các bạn cắm cái thẻ nhớ vào. Đó. Thì bình thường các bạn cũng vẫn chuyển thôi, chuyển qua outsource luôn là nhạc nó hát thôi. Thấy chưa? Các bạn nghe nhạc hát chưa? Ok chưa? Nè, tăng âm lượng lên. Ok chưa? Rất là đơn giản luôn. Nếu trường hợp là nếu mà các bạn cắm thẻ nhớ vào mà nó không hát thì các bạn cứ 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 chuyển qua cho mình, cứ chuyển qua bên outset tiếp theo. Rồi nó không hát đúng không? Các bạn nhắn và để mở cái thẻ nhớ bớt ra. Rồi các bạn nhắn lại thêm một lần nữa. Rồi. Là nó hát. Nếu mà trường hợp nó không hát nữa đó, là các bạn nhắn vào cái nút này, nút to này nè. Đó, các bạn nhắn lại thêm một lần nữa là tự động là nhạc nó sẽ hát, nó sẽ đọc thẻ nhớ nha. Rồi, chúc các bạn thành công nha.